Thẳng đi, kéo đi, chạy đi, chạy đi. Đi đi, cái này ba bánh dễ mà con. Trời ơi, bé ái đi còn được mà. Đó. Đó. Rồi cua. Đừng có đâm xe bố nhìn lên nè, đừng có đâm xe bố nha. Đó, leo dễ mà. Rồi, ngày mai bố mua cho anh chiếc rồi đi học. Tập cua đi con, cứ tập cua đi. Anh coi chừng mai mốt bị mất nghề á nha. Đó rồi dê lại. Bẻ tay lái lại, bẻ lại, bẻ lại, bẻ tay lái lại. Đó cua đó, con cua được đó, đó, đó cua vậy đó, đúng rồi đó, đạp đi, đạp tiếp đi. Trời ơi, trời ơi. Con cua gắt quá. Được không? À, không sao đâu, mai bố mua cho con chiếc rồi bố phải đưa đón con đi học.